Rồi đến với câu 77. Câu này thì thầy có dùng quy đổi nha. Quy đổi với lại đáp bảo toàn ha. Hỗn hợp X của mình gồm có kim loại này, oxit. Rồi cho độ oxy thì chiếm 20%. Vậy thì bây giờ thì cho hỗn hợp X này á là kim loại M và là oxy luôn đi ha. M là 0,8 mg nha. Oxy là 0,2 mg. Rồi cho mg dung dịch X tác dụng hoàn toàn với V ml. Dung dịch Y vậy mình tính được số mol theo V nhé. V ở đây mình cho nó là V V lít cũng được nữa, tí mình đổi sau. Ở đây có dung dịch Y là có H2SO4 là 1,65 mol nhé. Thì sẽ nói V mol. Rồi Na NO3 là V mol. Thu được dung dịch Z là chứa gì này, chứa cái ion kim loại ha, thì cho nó là gọi là MN cộng này nhá. Rồi muối trung hòa phải có SO42 trừ. Ở đây thầy ghi cation hết đi ha. Cation ở đây có con Na cộng nữa nha, đừng quên Na cộng nha. Na cộng rồi SO42 trừ NH4 cộng. Vậy thì bây giờ này sản phẩm thì chỉ có là NO thôi, vậy thì có thể có NO3 trừ dư không ha. Nếu mà có hydro nữa thì chắc chắn là sẽ không có NO3 trừ rồi. Thì mình xem thử anh có NO3 trừ dư nha, thì mình sẽ dùng bảo toàn điện tích nhá. Rồi cộng cho NO tính được là 0,08 mol nhá. Đó. Rồi bảo toàn nguyên tố mol N cộng là V mol nhá. SO42 trừ là 1,65. Thầy đừng thầy ghi viết đỏ này, nhìn cho anh chỉ nhìn này. Dùng viết khác màu cho dễ nhìn. Rồi ở đây nó cộng là V mol SO42 trừ 1,65 V mol ha. Nó ba trừ thì mình không biết nó trừ bao nhiêu nhá. Vậy thì khi mà cộng với lại OH trừ, cộng với KOH á, dung dịch Z đó, cộng cho KOH này, vậy thì mình sẽ thu được một dung dịch sau cùng á nhá. Thì gồm có là những ion kim loại này, cái tuổi khỏi nói rồi, NH4 cộng OH trừ ra NH3HO khỏi nói rồi nhá. Vậy còn Na cộng này số mol vẫn là V mol nhá. SO42 trừ thì vẫn còn 1,65 mol. Nếu mà có NO3 trừ thì vẫn còn nha. Rồi thêm K cộng nữa. K cộng là bằng ở đây 1,22 mol. 1,22 này. Có thể có là 1,22. Vậy xem thử nha, dùng bảo toàn điện tích coi small của NO3 trừ được bao nhiêu nhé. V cộng cho 1,22 mà trừ cho ở đây là 1,65 V chứ. V cộng cho 1,22 mà trừ cho 2 nhân cho 1,65 là 3,3 nhé. 3,3 V ha. Vậy thì thầy ghi gọn lại nha. V mà trừ cho 3,3 là 2,3 này. Ở đây thì có là 2,3 V trừ cho 1,22 chứ. Rồi. Rồi từ từ tính lại. V này cộng cho 1,22 trừ cho 3,3 V.
Vậy thì 1,22 trừ cho 2,3 V. Trời ơi. Rồi. 1,22 trừ cho 2,3 V. Mo nha. Đó. Rồi dùng bảo toàn nguyên tố tính được số mol của NH4 cộng thôi. Số mol của nitơ ban đầu này là V nhá. Số mol nitơ đi vào NH4 là đi vào NO3 trừ là 1,22 trừ cho 2,3 V này. Rồi 0,08 nữa, vậy thì ở đây mình có là N của NH4 cộng thì bằng V ban đầu này trừ cho đi vào NO3 trừ là trừ cho 1,22 2,3 V ha. Rồi trừ tiếp cho 0,08 nitơ trong NO đó nha. Rồi phải dấu, vậy thì V mà cộng cho 2,3 là bằng 3,3 V nha. Trừ 1,22 mà trừ cho 0,08 là bằng trừ cho 1,3 nha. Có được số mol của NH4 cộng rồi. 3,3 V trừ cho 1,3 nha. Rồi. Bây giờ mình có được công thức này. Công thức này bắt buộc các bạn phải nhớ rồi. Số mol của H cộng á. À, thì ghi lên trên đây đi này. Đối mau viết NH cộng là bằng 10 lần NNO3 trừ nha. Ồ thầy xin lỗi, NNH4 cộng nha. NH4 cộng này cộng cho 2 lần N của oxy trong oxit này cộng cho 4 lần N của NO này. Đó, phải nắm được công thức này nha. Vậy thì mình có được số mol của H cộng ở trong đi từ H2 R4 này nè. Vậy thì 1,65 V mà nhân 2 đấy nhá, H2 đấy nè, 3,3 V nha. 10 nhân cho số mol N4 cộng là 10 nhân cho ở đây thầy ghi không có đủ rồi, thầy ghi xuống đây đi. Cho thằng này lên đây. Rồi. NH cộng 3,3 V ha, bằng 10 lần. 10 lần số mol của NH4 cộng là 3,3 V trừ cho 1,3 này cộng 2 lần số mol oxy này, số mol oxy mình tính được từ khối lượng nha. 2 nhân cho 0,2 m chia cho 16 nha. Rồi cộng cho 4 nhân 0,08 là bằng 0,32 nha. Đó. Cái tương đương cái phương trình này mình sẽ tính được này. 33 mà trừ cho 3,3 là bằng tương đương nha. 29,7 V nha. 0,4 chia cho 16 này về bằng 0,025. Cộng cho 0,025 m. Rồi tính nha. 10 nhân cho 1,3 là trừ 13 này. Trừ 13 cộng cho 0,32. Rồi chuyển qua đây. Vậy mình có là trừ 12,68. Chuyển qua đây là 12,68 nha. Đó. Thì đặt đây là 1 nha. Đây. Tổ cho nó sáng đi ha. Thì mình có được một phương trình rồi. Thêm một phương trình nữa. Đó chính là khối lượng. Bảo toàn khối lượng đó. Nha. Bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có được thêm phương trình là bấm hệ ra thôi. Vậy thì ở đây mình có là 3,66 á sẽ bằng cái gì này? Khối lượng của muối thu được á, 3,66 gam muối á là có cái gì này? Đây. 3,66 m này bằng này 0,8 m, đó chính là khối lượng của thằng này rồi. Ha, 0,8 m nha.
gam nhé. Đó. Rồi có những ion sau đây, SO42 trừ này, giờ thầy cộng cái gì thì thầy tô luôn nhá. Cộng cái này tiếp này. Cộng cho 96 nhân cho 1,65V này. À, rồi. Thầy cộng tiếp này. Na cộng này. Cộng 23V. Thầy cộng NH4 cộng này. Cộng tới đâu là đâu tới đó. Cộng 18 nhân cho số mol của nó. 18 nhân cho số mol 3,3V trừ cho 1,3 ha. Cộng cho 62 nhân cho 1,22 trừ cho 2,3V nhé. Đó. Vậy là thầy sẽ tương đương nhé. Thầy tương đương này. đâu M ở đâu? M ở đây. Vậy thì chuyển vế qua đây cho thầy. 3,66 mà trừ 0,8 là 2,86 nhé. 2,86 M nha. Rồi V đâu? Điền có V đâu? 96 nhân cho 1,65 cộng 23 này cộng 18 nhân 3,3 trừ cho 62 nhân 2,3 là bằng bằng bao nhiêu đó? Bằng 98,2V nha. Rồi còn số. Số đâu đồ cho thầy nè. Số 0 á nha. Vậy ở đây mình có này. Đây 18 trừ cho 1,3 này. Rồi 62 nhân cho 1,22 này. Và đây mình có được là 52,24 nha. Vậy ở đây thì có là, ở đây là phương trình 2 nữa. Đó. Thì có được hai phương trình nha. Vậy từ 1 và 2 mình sẽ tính được. Mình tính được là M và V thôi nhé. Tính được hết nha. M bằng 32 này, V bằng 0,4 nha. Vậy suy ra 400ml. Đó, mình tính là mình sẽ chọn được câu D nha. Đây, câu này. Đó, đây. Các bạn coi lại cho thầy hai phương trình này nha. Mình suy ra được hai phương trình này thì sẽ làm được thôi nha. Nhớ thầy công thức này. Số mol H cộng bằng 10 lần số mol của NH4 cộng cộng 2 lần số mol của oxy trong oxit cộng 4 lần số mol NO. Đó. Còn lại cái câu này.